Giữa sân có hồ nước. Dưới đây có cá không ta? Chào sân xong, bắt tay các đối thủ xong, chào trọng tài xong, rồi, giờ thi, dự bị tiếp thôi anh em. Vô trong, vô trong hết. Yeah, tuyệt vời. Tốt Thịnh ơi, tuyệt vời. Tôi là Thi Freestyle. Xin chào anh em. Như anh em đã biết, ở tập trước thì mình đã có một trận đá giải bóng đá thiện nguyện ở Mỏ Cày Bến Tre cùng với Jack. Và hôm nay sẽ là tập 2, trận chung kết của giải đấu nha anh em. Trước khi bắt đầu, mời anh em xem lại những pha bóng kỹ thuật của Jack trong trận bán kết. Giờ là buổi chiều, trận chung kết. Anh đâu có số. Kiên làm gì vậy? Danh sách để mình đọc. Kiên MC số 10. Tiễn Quý số 8. Hải Phương số 12. Chu Tra cớp lưng ngầu dữ. Đây hả? Ký xong không biết về tới nhà còn chữ ký không nữa. Thôi kệ, vui mà. 16. Hiểu nhỏ. 15 Trạng, số 7 Thi, số 5 Sang Chết. Ngáp dữ vậy Sang. Nguyễn Văn Cáp, số 13, trời. Phúc số 2, Thành Kha, số 3. Giữa sân có hồ nước. Dưới đây có cá không ta? Cục dày. Ô la. Sình ở trận trước, nó đóng, nó khô, nó trắng luôn rồi kìa anh em. Và đây là kiểu cột giày của mình. Anh em nào cột giày giống mình thì có thể để lại comment nhé. Lát mà đang đá, đói banh quá, đây ngồi câu cá cũng được nè. Chui vô cái lỗ này chắc vui. Rách tới rồi kìa. Trận này rách dự kháng thôi, không có đá. Chào sân xong, bắt tay các đối thủ xong, chào trọng tài xong, rồi, giờ thi, dự bị tiếp thôi anh em. Rồi trận chung kết quyết định cúp vàng. Tổ đấu xuất phát gồm có Cáp, Sanchez, Phong, Quý, Hiếu, Trạng và thủ môn Thịnh Vũ. Thế đá cũng được quá. Sao lưng. Quá đẹp bạn. Đâu Quý luôn anh. Đi luôn Quý, đi luôn Quý. Sẽ có chữ cái chi màu nữa. Rồi cô Hiếu. Sao sang, ok. Phải dạng, ok. Sao lên. Mình ném á. Mình ném biên. Hay. Lụm. Còn sang, sao lên, sao lên. Hay quá. Ném dữ thiệt. Tổ quý ơi. Nguyễn Văn Quý ném biên rất mạnh và xa. Đây là vũ khí bí mật của đội C97FC nha anh em. Bóng bên. Hay quá Sang ơi. Tài quý. Retire đồ. Vô hai rồi. Tài quý, đi quý. Quá khỏe. Đấy. Mạnh lên thầy Trạng ơi. Tay trước luôn không? Ok. Đấu phong, ok không? Quá hay. Salon nha.
Thôi dễ không hồi đâu thôi. Thôi ổng á. Rồi rồi một bên. Rồi lại đúng rồi. Để dùng nước ra, để dùng nước ra. Thằng tới. Ừ, vô tình tới cáp luôn. Ờ. Cú dứt điểm đầu tiên của Cáp trong trận thi đấu này, thủ môn bó tay nhưng bóng dội sang ngang ra ngoài. Sao lớn chạc? Chạy nhích lên quá, nhích xuống. Theo trước đi chạc ơi. Hỗ trợ, hỗ trợ. Giữ quý, sao? Không ai vô, không ai vô. Sao không? Ok. Tiếp tục. Tốt Thịnh ơi. Đã chắc con Quý rồi. Một bên sáng, ok. Ý, chị mạnh lên. Ok. Đó, trời lên. Ghê vậy, móc về. Hay vậy. Đó, chân mạnh lên sáng ơi. Anh có chữ ký không? Wow. Và đi bóng rất tốc độ của Cao Trạng. Nhưng cú dứt điểm cuối cùng lại thiếu chính xác. Để cho mệt xíu cho tôi. Và mất bóng rất nguy hiểm của Sanchez, nhưng Phong Litro đã hỗ trợ kịp thời. Sút luôn. Sút luôn. Hai, ba chục. Không sao, đúng rồi. Đủ người. Tốt Thịnh ơi. Tuyệt vời. Rồi ca Thịnh number one. Sau một số tình huống tấn công của đội bạn, mình có thể nhận ra rằng đối thủ sử dụng lối đá phòng ngự phản công rất là hay. Chấp nhận cho bên C97 FC chiếm thế trận, nhưng mà rình rập cơ hội để phản công chớp nhoáng. Pha bóng vừa rồi là một điển hình. Không có sự xuất sắc của anh Thịnh thì đã thua một quả rồi đó. Anh em thấy anh Thịnh hay thì đừng quên để lại cho mình một comment nha. Dạ. Từ sớm. Ok. Rồi, cũng được. Rồi, cơ hội. Tốt Quý. Rồi xong. Ngay bãi sình. Như này thì bỏ luôn đôi giớ chứ giặt gì nữa. Ok, hở lỗ. Wow. Cáp truyền quả banh quá tốt cho đồng đội luôn. Mà thủ môn đội bạn pha này quá hay rồi. Trời ơi. Liên tiếp là những pha tấn công của cầu thủ áo trắng, nhưng bàn thắng vẫn chưa tới. Hay quá. Đó là nước mà. Ok. Wow. Ok. Thôi, tranh cố định ăn anh ơi. Tranh cố định ăn. Ok, ok, quay lại luôn. Bên trái. Ừ. Trời, bất tử hay quá vậy. Cố định nhất luôn. Wow. Một cú sút rất hiểm của Nguyễn Văn Cáp, nhưng thủ môn đội bạn vẫn rất xuất sắc. Rồi, vô trong hết. Yeah, tuyệt vời. Tổ Quý ơi. Tổ Quý.
chiến thuật này ok á. Như vậy là đã có bàn thắng mở tỷ số cho trận chung kết và người bàn không ai khác đó chính là Cap de Villa. Và chiến thuật ném biên đánh đầu phát huy rất là hiệu quả nha cả nhà ơi. Nếu anh em thấy hay thì nhớ để lại một like, một đăng ký nha nha nha. Rồi chiếm qua được, đổ, theo Kha, đứng lại xem. Rồi đúng rồi, ra, không biết, hết, hết. Lắm. Ok, đi. Quá hay. Ok, ok, lại, không sao. Quay lại. Không ngồi thôi. Chết. Đúng bây giờ. Đào. Uống nước nè, nước nè quý. Hết hiệp 1 và chi 97 đang dẫn trước với tỷ số 1-0. Đã lâu anh em trước, còn chút xíu nữa anh em là nhậu nước nào cũng phải là người. Đây giờ. Tôi cũng đâu thoát đâu mấy anh em cũng vậy thôi. Vậy có ai thấy được hả? Chơi hết sức mình. Giờ 1, 2, 3 vô quyết thắng anh. 1, 2, 3 quyết thắng. Anh em quyết tâm để tiếp tục thi đấu, còn mình thì dự bị tiếp nha anh em. Ai vậy? Chuyện nào? Số 8 nào? Chà chà, ngoài Nguyễn Văn Cáp thì có Nguyễn Văn Quý xuất xa cũng không phải dạng vừa nha anh em. Ok. Cú sút của đội bạn ngay đầu kia Messi mới vô sân đá là bị ăn banh rồi. Hết cây. Lên! Dĩ Kiên. Ok. Sút. Làm em. Chà, chật cột. Ủa sao vậy? Sao vậy em? Đá em lên, anh em về em. Rồi lùi đi Phong, lùi đi Phong. Giữ bên lại. Chém. Kêu thằng đó lại xin dừng qua. Khó quá Kiên. Lên. Đây rồi. À, trái nữa. Trời ơi đi em. Pha xử lý khá vội vàng của chim Hải Phương. Vội vậy. Qua đầu ra em. Dán về chém. Ra biên. Tổ em ơi. Phong lít rồ, phòng ngự rất cứng cáp và chắc chắn nha. Pha này vô hơi mạnh nên đối thủ TSML luôn. Trong hiệp 1 thì Cap de Villa cũng có một pha bóng ở vị trí này. Nhưng đó là một đường che bóng vì Cap thuận chân phải. Còn cầu này thuận chân trái. Nhìn bộ là mình có thể đoán đây là một cú dứt điểm luôn. Tiếp được. Một cái. Đi sang. Phản công. Trời ơi. Bê. Tuấn Thịnh ơi. Đứng dậy đem. Ok. Rồi. Nãy giờ Kim Messi đá lỗi hơi nhiều. Chắc là do nguyên hiệp 1 không có đá nên mất cảm giác bóng. Dĩ. Ok. Tốt. Thay người đi ơi. Bây giờ thì cao trạng đã vào thay cho chim Hải Phương. Đây, đã đi xem đổi kim. Đánh thêm vài trái. Kiên kìa. Ok. Đấy rồi. Tuyệt vời. Thay người. Quá hay. Trạng vừa vào sân ghi bàn. Ở trận trước thì cao trạng cũng có một bàn thắng tương tự như thế này. Góc nghịch chân thì đặt cái máu ngoài. Quá cảm giác luôn nha anh em. Anh em thấy cao trạng đó hay thì để lại cho mình một comment về tình huống vừa rồi nha. Lấy lại em, được con chơi, lấy lại đúng rồi. Quay. Trời ơi. Chết tôi. Không sao, còn. Tốt. Vẫn còn Thịnh đây. Sanchez suýt báo nha, may là còn anh Thịnh gánh tim. Trời đã đi chơi. Trời, việc gì ông ơi.
Kiên ơi. Kiên. Chạy dứt luôn. Đây đây hay. Đây đây. Không có gì vậy. Lót. Lót sang. Rồi, ảnh luôn. Đi được quý. Chân phải luôn. Thay cáp, thay cáp ơi. Bây giờ thì cáp De Villa đã vào thay chỗ của Nguyễn Văn Quý. Cẩn thận. Yeah. Tốt cáp. Thêm một bàn nữa. Cú đúp. Tuyệt vời. Một pha tấn công khá là đơn giản, anh Thịnh Vũ phát banh thẳng cho cáp, khống chế một chạm xong, dứt điểm hết cây, vậy là 3-0 cực kỳ đơn giản luôn. Anh em thấy pha bóng này như thế nào? Để lại ý kiến trong phần comment cho mình biết với nha. Còn với mình thì cảm nhận từ đầu trận đến giờ cho thấy cáp là một mẫu tiền đạo có kỹ năng dứt điểm quá tốt. Vẫn còn pha bỏ bóng hay của Sanchez. Hey, đội bạn thì cũng không còn động lực để tấn công rồi. 3-0 thì lại là một tỷ số rất là an toàn với đội mình. Thế nên những phút cuối trận khá là tẻ nhạt. Nhưng mà hình như tôi vẫn chưa được vào sân đó anh em. Hiểu. Quá hay. Cái nữa. Quá ghê. Còn 2 phút bù giờ. Huấn luyện viên cho mình vào sân và kết quả là xem đây. Rồi, đấy. Từ cáp ơi. Từ cáp. Vừa mới vô sân, chạy vòng tới vòng lui được đâu đó 2 phút. Chưa chạm banh lần nào, trọng tài thổi hết giờ. Buồn thiệt chứ. Ai thấu cho nỗi đau này thả giúp tôi cái comment đi nào. U là trời. Nói chứ đội thì do ông Kiên sắp xếp việc thay người, mà ông lo đá quá, không có đứng ngoài sắp xếp nhân sự. Thêm cái nữa là muốn thắng lấy cúp để mấy anh em siêu phủi đá nhiều. Mấy cầu múa skill màu mè như mình thì cất hơi kỹ. Ây da, mà mấy kèo như này mình đá vô tư mà, có gì đâu. Hơi da, buồn thiệt chứ. Đã có một xíu luôn. Thắng 3-0. Bây giờ thì cầu thủ hai đội gom lại chụp tấm ảnh lưu niệm, rồi sau đó vào nhận giải. Dạ, chân như vậy là chung cuộc thì chúng mình đã vô địch trận đấu này. Yeah. Rồi, đứng ngang anh ạ. Đứng ngang anh ạ. Đứng ngang anh. Nghĩ cũng mắc cười. Vụ gì? Nghĩ nãy giờ mắc cười. Vụ gì? Alo. Quên cho vô sân. À, xong rồi cho vô được 1 phút. Hết giờ. Nani? Không chạm anh được. À, cái đó, cái đoạn đó là em đã cái người các bạn có bây giờ có cảm giác giống tôi chưa? Này giống Ronaldo lắm bạn. Không sai đâu. Không chạm Ronaldo. Đó tôi dục áo, tôi dục đèn, tôi bỏ về. Như vậy là Ronaldo. Này là phải chui vô đường hầm lên xe về lại Sài Gòn. Thứ nhất.
Xin mời đội bóng chính các bạn không đó. Ôi là la, phong cách mang dép mà vẫn mang vớ này giống tôi quá vậy nè. Tiện thể, ai muốn mua vớ thì link phần mô tả nhé. Huy chương rất đẹp và rất đặc biệt nha anh em. Theo ý của Jet trao đổi với toàn đội ngay từ đầu đó là nếu đội vô địch thì giải thưởng 10 triệu đồng này sẽ trao lại cho những anh em của các đội bóng tham gia giải đấu này để mọi người có chi phí liên hoan sau khi hoàn tất giải đấu. Thế cũng hay và Jet cũng hy vọng trong tương lai sẽ có một người của Mỏ Cày Nam hoặc của Bến Tre sẽ khoác trên mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Và mình hy vọng là điều đó sẽ trở thành hiện thực. Cầm cúp trên tay vậy á, thật ra là cúp đẹp thiệt. Là nói những câu là tâm gì, gọi là gì, cảm động cái kiểu, tâm tư gì, tâm lý cái kiểu, nhưng mà không nói. Cúp đẹp thiệt. Nhưng mà thôi này, đội cầm chứ em đâu dám cầm đâu. Tại có đá đâu cầm. Có đá đâu cầm anh em. Đâu đá đâu. Một đội bóng vô địch mà có những người không vào sân một giây nào. Không, anh có vô sân. Em mới không vô sân. Em không vô sân. Anh có vô sân. Lỗi do khi Messi. Chứ gì gần chết, không được đá. Anh em thấy hay nhớ like, đăng ký kênh, đón chờ clip. Bữa thi tài trong giờ nhóm tới nha. Mình ăn đi, chào cúp lát. Bình thường thì view clip đến đây là kết thúc được rồi. Nhưng mà lần này ngoại lệ một tí. Mình đá bóng với Jet khá thường xuyên nên đợt này em nói đi cũng có rủ mình theo. Với mình thì Jet là một người rất hiền, hòa đồng và dễ mến. Những anh em đi đá banh chung với Jet đợt này chủ yếu là quý em ấy, cảm phục những gì em ấy làm cho quê hương của mình, những điều mà bản thân những người anh lớn như mình vẫn chưa làm được. Hy vọng trong tương lai không xa, Jet còn đi đến những miền đất nước nào khác thì những anh em ở đây cũng không ngại ngùng gì mà cùng nhau sát cánh. Còn anh em thì sao? Muốn mình đi đến tỉnh thành nào để đá bóng? Để lại comment nha. Nhất định mình sẽ đến.